Thật sự Vi rất là may mắn là Vi chưa có phát hiện ra cái trường hợp như vậy bao giờ. Cũng có thể là anh ấy từng có, nhưng mà nó chỉ thoáng qua thôi, nó không có tồn tại lâu. Chồng bạn là làm nghề gì? Anh Sơn là nhạc sĩ. Nhạc sĩ. Đa nhạc sĩ thì gặp sầu đa cảm. Đúng rồi. Mà bạn đó bạn chưa bao giờ bắt gặp, chưa bao giờ biết ảnh có say nắng ai hả? Em rất là tôn trọng cái sự riêng tư trong tâm hồn của ảnh. Tại vì thật ra là cái nghề công việc của ảnh thì nó cần những cái không gian riêng và những cái sự tưởng tượng này nọ cho phong phú để sáng tác. Phong phú, cho nên mình thật sự mà nói là mình phải dành ra cái khoảng thời gian và cái khoảng trống trong tâm hồn cho ảnh để ảnh có thể làm nghề được. Hầu như là em không có lục lọi đồ cá nhân của ảnh hay là không tra hỏi. Anh thường hay tra cứu thông tin ở trên mạng, anh tìm đọc truyện ngắn hay là anh nói chuyện với rất là nhiều người bạn gái, phụ nữ ở trên mạng. Có nhiều người biết anh là nhạc sĩ thì họ hay chia sẻ những cái câu chuyện cá nhân, gia đình của họ, và đôi khi là có thể là họ nói gần như là thâu đêm. Nhưng mà Vi rất là tin tưởng anh Sơn, tại vì Vi hiểu anh một cái rằng khi mà anh tập trung vào một cái chuyện gì đó thì anh sẽ sao nhãng những vấn đề khác. Nhưng mà trong ánh mắt của anh nhìn Vi không có sự sao lãng. Theo như Vi, những nguyên nhân tại sao mà những người chồng thì thường hay say nắng? Thường thì em thấy là đàn ông hay là phụ nữ họ rung động trước một cái người khác á, là thường người đó khác biệt với họ hoặc khác biệt với vợ, người chồng của họ đang yêu thương. Khác thì có thể là tích cực hoặc có thể không, ở chỗ ví dụ là về nhan sắc, về tính cách. Về nhan sắc có thể miễn là nó khác thôi chứ chưa chắc khác là hơn. Đúng rồi nha. Đúng rồi, em đã từng thấy một người đàn ông đi đến một người phụ nữ khác và cô này chỉ có 2 điểm trong khi vợ anh là 9 điểm đó, về nhan sắc. Đó. Sự nhu mì vợ anh có nhiều và người kia thì hồi theo như tiếp xúc thì mới thấy là về có cái điểm đó là không luôn á. Mình cũng không hiểu nguyên nhân tại không sao. Hiểu tại sao được cái cô nhưng đó. Mà bỏ cả vợ và con để đến với người phụ nữ đó, cho nên là biết nhìn qua thì phải thấy có lẽ là họ tìm thấy một cái sự khác biệt gì đấy. Thì nói về người làm vợ thì nó có thể những cái lý do như là khi mà sống với nhau rồi thì các chị lại coi thường cái việc là trau chuốt về ngoại hình hoặc là trong ngôn ngữ nữa, nó bớt khách sáo đi, rồi đôi khi thì cọc cằn với anh hoặc là không chăm sóc anh nhiều.